công trình thanh niên đã được triển khai trong nhiệm kỳ vừa qua. Năm 2019, với công trình Vì Đàn Em Thân Yêu do huyện đoàn, Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam và Hội Đồng Đội huyện phát động, đến nay đã trao gần 600 suất học bổng cho các em với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Tiếp tục, trong tháng 7 năm 2019, trao tặng 3 khu vui chơi thiếu nhi cho trường mẫu giáo Long Tân, có tặng trị giá hơn 120 triệu đồng. Cùng với Ban Văn hóa, Xã hội báo Đồng Nai, trao nguồn kinh phí xây dựng nhà khăn quàng đỏ cho em Nguyễn Hoàng Thọ, trường tiểu học Phước Khánh trị giá 70 triệu đồng. Tổ chức phát động thực hiện mô hình 30 ngày tiết kiệm mừng sinh nhật phát nhằm tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai lễ khai mạc hè, phát động tháng hành động vì trẻ em và hội thanh niên thức đội năm học 2018 đến 2019. Trong tháng thanh niên năm 2020, tổ chức khánh thành công trình thanh niên thắp sáng mỏ hẻm tại ấp Tỉnh Tuy, xã Long Tân. Các hoạt động trong năm 2021, huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tổ chức và chỉ đạo các cơ sở đoàn đồng loạt ra quân ngày chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ nhất và huyện dân trạch lần thứ ba với sự tham gia của hơn 650 đoàn viên thanh thiếu niên. Trong đợt bùng dịch COVID-19, Ban Thường vụ huyện đoàn, Hội đồng đội huyện đã tổ chức và chỉ đạo cơ sở đồng loạt tổ chức chương trình san sẻ yêu thương vì đàn em thân yêu. Trong đó, có nhiều hoạt động chăm lo cho các em thiếu niên trên địa bàn huyện được triển khai khắp các cơ sở đoàn. Cụ thể, với số lượng vật phẩm trao tặng là 1.287 thùng sữa, 1.251 xuất quà, 2.697 phần nhu yếu phẩm, 58 kiếp học bổng. Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Nhân Trạch phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phát động chương trình xanh sạch đẹp bảo vệ môi trường cho các em học sinh trong trường học, ra quân thực hiện công trình thanh niên tuyến đường cây xanh, xây dựng mô hình hành trình của văn bản đã qua sử dụng mang lại nhiều công trình thanh niên ý nghĩa thiết thực. Triển khai công trình thanh niên nâng cấp, sửa chữa những vui chơi cho thiếu nhi tại trường tiểu học Phú Hữu với sự tham gia của 20 đoàn viên thanh niên, giáo viên tổng phụ trách đội của cụm thi đua số 3 với tổng kinh phí thực hiện công trình trên 4 tỷ đồng.